Vâng, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với anh em TV. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mang tới cho anh em một sản phẩm cực kỳ đặc biệt và nó rất có ý nghĩa với tuổi thơ của mình. Và cái sản phẩm đấy nó đang nằm ở ngay trong ví của mình đây. Giới thiệu với anh em, đó chính là chiếc iPod Gen 4. Đó, vậy thì lý do vì sao mình lại mua cái iPod này và nó có liên quan gì đến cái hồi học cấp 2 của mình thì mình sẽ chia sẻ với anh em trong video ngày hôm nay. Vậy thì anh em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Anh em ơi! Vâng, và trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì nếu như anh em đang quan tâm tới những phụ kiện cũng như sản phẩm để có thể làm việc, giải trí cũng như là kiểm tra sức khỏe tại nhà thì hiện tại Cellnet đang có chương trình hỗ trợ mùa dịch free ship toàn bộ đơn hàng. Và đường link của chương trình này mình sẽ để cho anh em ở phía bên dưới nhé. Anh em chỉ cần bấm vào thôi. Tất cả những thông tin chi tiết về thông tin sản phẩm này, giá bán cũng như là khuyến mại thì đều có ở đường link bên dưới. Hãy bấm vào tìm hiểu thử nhé. Thế thì kể chuyện anh em một chút, lý do vì sao mình lại mua cái iPod này thì cụ thể là vào hồi cấp 2 ấy. Hồi cấp 2 thì mình không có tiền để mình mua iPod cũng như là iPhone. Thế nhưng mà bất cứ một cái thằng nào trong lớp mình mà nó hồi đấy mà nó có iPod, một là iPod hay là iPhone ấy, thì nó sẽ được tôn lên làm kiểu đại ca, kiểu nó sẽ là ngôi sao của lớp luôn. Và cứ mỗi giờ ai chơi thì là sẽ có người đến mượn cái iPod hoặc là cái iPhone của nó để chơi chém hoa quả, để chơi đánh nhau, để chơi game vân vân và vân vân, xem YouTube các thứ. Và tất nhiên cái hồi đấy, hồi học cấp 2 ấy, thì mình không có tiền để mình mua những chiếc iPod như này. Thế nhưng mà sau này lớn lên rồi thì tình thế nó lại thay đổi. Mình vẫn thích cái iPod, mình vẫn thích những sản phẩm của Apple. Thế nhưng mà mình lại có tiền rồi, mình đã làm ra được đồng tiền rồi, có gọi là của ăn của để ấy. Đấy. Và hơn nữa là cái mức giá của những chiếc, của những cái sản phẩm ngày xưa của Apple ấy, nó đã giảm xuống. Anh em có biết là mình mua cái iPod này bao tiền không ạ? Chỉ có 400.000 thôi. Và cuối cùng là mình đã quyết định là móc hầu bao để mua về cái sản phẩm mà ngày trước mình rất thích nhưng mà mình lại không có tiền mua. Và thực ra cái quá trình trao đổi ấy, nó là trao đổi qua điện thoại thôi anh em ạ. Và đây sẽ là cái quá trình, nguyên cái quá trình mình mua chiếc iPod này. Vâng ạ. Vâng vâng, em đang em đọc được cái post ở trên Facebook của anh ấy. Anh em muốn mua một con iPod Touch 4. Thế có chụp ảnh chụp biết được không anh? Chụp ảnh được nhé. À, Insta Instagram là được hết rồi đúng không? Vâng vâng. Vâng, thì hôm nay mình có giao được cho em không? Em muốn mua luôn. Thì sau khi mà mình mua được cái iPod này, theo như mình nhớ không nhầm, hình như là ở tận Quảng Ninh hay sao ấy, thì là tầm 4 đến 5 ngày sau mình mới được ship đến. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì mình mới có cơ hội, mình mới có thời gian để có thể ngồi xuống và chia sẻ với anh em. Rồi ok, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại nhân vật chính. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nói về phần thiết kế, về cái mặt tiền, về cái phần bên ngoài của nó trước đã. Chiếc iPod này thì cái mặt trước của nó anh em cũng thấy là nhìn nó rất trắng, mịn, không có bất kỳ một cái dấu vết nào. Phải gọi rằng cực kỳ ok luôn, 10 trên 10. Thế nhưng khi mà chúng ta quay sang mặt lưng thì anh em sẽ thấy ngay. Mình không biết là cái ông chủ cũ của cái iPod này có họ hàng gì mình hay không. Thế nhưng mà anh em có thể thấy chúng ta có rất nhiều những cái vết xước này, băm bổ này, nhìn nó xấu vô cùng. Thế thì đây là một cái điều mà mình thấy rất là tiếc. Tại vì là ngày trước ấy, thì Apple họ vẫn, đối với lại những cái sản phẩm cũ của họ ấy, họ vẫn có cho chúng ta một cái dòng chữ là iPod ở đây này, bên dưới cái logo quả táo này, và ở phía bên dưới nữa cơ. Thì chúng ta sẽ còn có thêm cả cái phiên bản mà chúng ta sở hữu nữa. Ví dụ chúng ta có 8GB hay 16GB chẳng hạn thì họ sẽ ghi ở đây, và cái phiên bản mình đang có ở đây là phiên bản 16GB. Đấy, thì rất là đáng tiếc là cái mặt lưng nó đã bị phá hoại một cách tàn nhẫn như thế này. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ còn có thêm cả những cái nút bấm. Cái nút nguồn ngày xưa là Apple họ sẽ đặt ở phía bên trên đỉnh thay vì là ở phía bên cạnh giống như là những sản phẩm hiện nay. Tuy nhiên thì những cái phím bấm này nó cũng không còn được nhạy như là ngày trước. Cụ thể là đối với lại phím nguồn cũng như là phím home ấy, thì mình sẽ phải bấm rất là mạnh thì máy nó mới có thể lên được. Còn cái phím âm lượng thì nói chung là bấm vẫn ok. Thế đó là về phần thiết kế. Cái phần thứ hai mà mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là về phần màn hình. Màn hình của máy thì như mình đã nói, cái này nó giống như là màn hình ở trên chiếc iPhone 3GS ấy. Nó sẽ chỉ có kích thước là 3,5 inch thôi. Nó rất là nhỏ so với lại những cái điện thoại ở thời điểm hiện tại lên tới là 6,7 inch, thậm chí là 7 inch cũng có. Thậm chí sắp tới chúng ta còn có những cái điện thoại 8 inch, 9 inch. Thì những cái thiết bị di động ngày xưa ấy, nó chỉ có 3,5 inch thôi, y hệt như là màn hình ở trên chiếc iPhone 3. Và với một kích thước nhỏ nhắn như thế này thì anh em hoàn toàn có thể đút vừa vào trong túi áo của anh em.
có thể đút vừa vào trong túi áo của anh em đấy, một cách vô cùng dễ dàng. Và cái màn hình này thì nó sẽ có độ phân giải là 960x640, và phải thừa nhận thật với anh em là nếu như mà anh em xem video trên cái màn hình này, tất nhiên là nó vẫn sẽ rất là rỗ rồi. Thế nhưng mà thực sự thì mình chia sẻ thật nhá, là cái trải nghiệm xem video trên cái màn hình này đến thời điểm này nó vẫn khá là thú vị, tại vì là mình có thể cầm trên tay, nó nằm gọn trong lòng bàn tay của mình và mình xem video ấy cũng khá là hay. Tuy nhiên có một cái vấn đề, dùng bình thường thì không sao, thế nhưng mà vào những cái như kiểu báo này hay là những cái nền trắng này thì cái vấn đề này nó sẽ hiện ra rất là rõ. Đó chính là cái màn hình của mình ấy, nó sẽ bị ám vàng anh em ạ. Nó bị ám vàng. Và nếu như mà anh em nhìn ở phía dưới thì anh em sẽ thấy rất là rõ về cái vấn đề này. Thì mình không biết là có nhiều anh em xem anh em TV mà sở hữu iPod có bị vấn đề này hay không, thì anh em hãy comment và chia sẻ với mình phía bên dưới nhá. Thế thì màn hình nó là như vậy, còn về sức mạnh thì sao? Tất nhiên là ở thời điểm hiện tại thì mình không đòi hỏi chiếc máy của mình nó cần phải có một cái khả năng giải trí tuyệt đỉnh. Chúng ta sẽ có Apple M1, hay là có thể chơi được Asphalt 9, hay là Call of Duty Mobile. Mình không cần phải có những điều đấy. Về cơ bản là cái máy của mình ấy, đến thời điểm này nó vẫn chạy được là mình đã vui lắm rồi. Và nó vẫn có thể xem được YouTube là mình cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Tuy nhiên cái mà mình thấy trân trọng nhất ở trên cái máy này đó chính là về cái giao diện iOS 6. Từ những cái như kiểu là lịch này, cho tới là ghi chú này, cho tới là máy tính này, tất cả những cái icon cũng như là những cái giao diện ngày xưa, trời ơi, nó đẹp vô cùng. Mà mình thực sự là mình thấy thích cái giao diện này hơn là với cái giao diện bây giờ. Tất nhiên là hiện đại thì nó cũng phải chấp nhận thôi. Thế nhưng mà mình, như anh em đã biết, mình vốn là một người thích những cái gì nó cũ cũ một chút. Không chỉ có như vậy nhá, khi mà anh em sạc pin vào cái iPod này ấy, nó sẽ không chỉ là hiện lên một phát rồi nó biến mất như là ở trên iPhone 12 Pro Max bây giờ đâu, mà nó sẽ để nguyên cho anh em một cái cục pin to đùng như này để anh em biết được rằng là máy của anh em đã sạc được bao nhiêu phần trăm pin. Thực sự là một điều cực kỳ hay. Tuy nhiên có một cái nữa mà mình muốn chia sẻ với anh em biết là cái gì mà mình thích nhất ở trên cái giao diện này không? Đó chính là cái này này. Lại một lần nữa nhá. Slide to unlock, mẹ cái tiếng này. Anh em nghe nó có đã không ạ? Chứ bình thường nếu như mà anh em đọc báo này, anh em xem YouTube các thứ này thì nó lag phải gọi là thôi rồi luôn. Tuy nhiên thì có một cái nữa mình thấy cũng rất là ấn tượng, đó chính là về cái viên pin. Pin của cái máy này phải nói thật là nó không phải là một viên pin trâu. Tuy nhiên thì nó không bị tự tụt pin ấy, nó không bị cái tình trạng tự tụt pin. Bằng chứng là mình đã để cái iPod này trong túi khoảng tầm 2 ngày hôm nay rồi, thế nhưng mà cái thời lượng pin của nó vẫn sẽ dừng lại ở cái mức này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần mà mình cũng ấn tượng không kém, đó chính là về camera. Camera của máy thì sẽ có độ phân giải cực kỳ thấp luôn, chưa đến 3 megapixel. Nếu mà so sánh nó với lại những cái sản phẩm di động ở thời điểm hiện tại, chúng ta có những cái smartphone nó có thể lên tới là 108 chấm, 12 chấm cũng có, 64 chấm cũng có, vân vân và vân vân. Tuy nhiên, đối với lại chiếc iPod này, cái độ phân giải của nó ấy, nó còn chưa đến 3 chấm. Tuy nhiên anh em đừng có mà vội đánh giá nhé, đừng có mà vội coi thường nhé. Bởi vì là cái chất lượng ảnh ở trên cái iPod này nó vẫn cực kỳ ngon. Không phải cực kỳ ngon, nó vẫn ổn. Không tin đúng không? Xem thử mấy hình ảnh sau đây nhé. Bên cạnh đó thì với chiếc iPod của chúng ta ấy, thì chúng ta còn có khả năng quay video HD 720p. Tuy nhiên thì cái chất lượng cho ra thì mình thấy rằng là cũng rất là ổn. Và mình nghĩ rằng nếu như mà mình mang cái iPod này đi chơi này, đi du lịch hoặc là đi cà phê các thứ ấy, thì mình hoàn toàn có thể sử dụng cái camera này để chụp lại những cái bức ảnh. Nó rất là thú vị. Nhiều khi là cũ cũ một chút nó lại hay hơn, đúng không ạ? Rồi, thế đó là về toàn bộ câu chuyện cũng như là lý do vì sao mà mình lại lựa chọn chiếc iPod Gen 4. Đây là một cái sản phẩm rất có ý nghĩa đối với mình. Và thực tế thì như anh cũng đã biết, mình đã từng mua rất nhiều những sản phẩm cũ. Chúng ta có BlackBerry Passport này, chúng ta có Lumia này. Thậm chí là bây giờ mình vẫn đang giữ chiếc iPhone 3GS đợt mình mua trong Sài Gòn ấy. Và còn một cái nữa, mình vẫn giữ cái này. Đây chính là chiếc MacBook. Anh em biết vì sao mình lại giữ cái MacBook này không? Chỉ vì một lý do rất đơn giản, đó chính là đây, cái logo này. Đây là chiếc MacBook cuối cùng của Apple có logo quả táo có thể phát sáng được. Xịn chưa? Sau này nếu như mà nó đủ cũ thì mình sẽ lại lôi lại để chia sẻ với anh em. Rồi, ok, thì đó là toàn bộ những câu chuyện cũng như là chia sẻ của mình trong video ngày hôm nay. Vậy còn anh em thì sao? Có anh em nào cũng đam mê những cái đồ cũ giống như mình hay không?
và có anh em nào cũng đang sử dụng những chiếc iPod Gen 4 giống như mình hay không thì anh em hãy comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên là hãy bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của anh em TV, bởi vì sắp tới bọn mình sẽ còn có nhiều sản phẩm hơn nữa để có thể chia sẻ với anh em. Và đừng quên rằng hiện tại anh em TV đã xuất hiện ở trên TikTok, anh em hãy bấm subscribe để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. À quên mất, 130.000 sub nữa thôi là bọn tôi được 1 triệu sub rồi đấy. Cố lên.